Dạ, kính chào mục sư Nguyễn Trung Tôn. Theo được biết thì hôm nay tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam được trả tự do trở về gia đình. Thì xin mục sư Tôn cho biết tình trạng của chị Hồ Thị Bích Khương sau khi ra tù như thế nào khi mà về tới Nghệ An ạ? Dạ, kính thưa nhà báo Trương Minh Đức, với tư cách là một người đấu tranh nhân chủ, là một mục sư trực tiếp là người chứng đạo cho tín đồ Hồ Thị Bích Khương. Tôi xác nhận rằng chị Hồ Thị Khương là một người yêu quê hương đất nước, vì quyền lợi của dân tộc. Chị là người đấu tranh cho cái phong trào đất nước tự do, cho dân chủ, cho quyền lợi của dân tộc. Tuy nhiên thì sau án mà bị kết án tới 5 năm tù giam và 3 năm quản chế, ngày hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2016, thì chị Hồ Bích Khương được trả tự do trên danh nghĩa, được trở về địa phương. Thì thưa với anh nhà báo Trương Minh Đức rằng từ sáng ngày hôm nay tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ công an tỉnh Thanh Hóa điện cho tôi, và họ hỏi rằng anh Tôn anh đi đâu, bảo tôi đang ở nhà. Thì họ nói rằng họ nhận được thông tin từ trên bộ công an rằng Nguyễn Trung Tôn đã có mặt tại trại giam Thanh Xuân để đón Hồ Thị Bích Khương. Thì tôi nói là các chú hơi bị nhầm vì anh vẫn đang ở nhà. Trưa nay trưa sang chiều nay thì có một chiếc xe taxi chở con trai chị Khương và cháu gọi chị Khương bằng gì ghé nhà tôi, và vợ và con gái của tôi có cùng đi vào thăm chị Hồ Bích Khương. Nhưng mà chỉ sau 5 phút thì chiếc xe lăn bánh, thì công an lại kéo đến nhà tôi và hỏi họ họ tiếp tục tới nhà tôi và hỏi họ nhìn thấy tôi đang ở nhà thì họ nói là xe tới nhà anh làm gì, bảo vợ con tôi đi chơi, cho nên tôi gọi taxi tới để đưa vợ con tôi đi chơi. Thì cho đến giờ phút này tôi liên lạc với vợ tôi và cháu Đức thì vẫn biết là họ chưa tới được nhà chị Khương, nhà chị Lan. Thì được biết là chị Khương hiện tại vẫn đang bị giam giữ tại nhà văn hóa của xóm 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vì lý do chị Hồ Bích Khương trước khi đi tù thì chị có nơi cư trú, hộ khẩu tại xã Nam Anh, thôn 3, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhưng mà sau khi ra tù thì cho đến giờ phút này chị Khương không còn nơi nào để trú ngụ. Và chị nói rằng nếu không có nơi nào ở thì chị phải ở tạm nhà văn hóa. Thì bây giờ chị ở nhà văn hóa thì họ khóa cửa lại, và tất cả mọi người dân hay bất cứ người nào đến thăm chị Khương hay là gặp gỡ thì đều bị công an canh gác đuổi ra khỏi ngoài, khỏi khu vực đấy. Thì đối với tôi ấy, một người tù nhân lương tâm, một thành viên của một người đại diện cho Hội Anh em Dân chủ, một người mục sư, một người thầy của chị Hồ Tiến Khương, thì tôi dám khẳng định rằng tất cả những hành vi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với chị Hồ Bích Khương đều vi phạm và dẫm đạp lên Hiến pháp năm 2013. Bởi vì chị Hồ Bích Khương sau khi được bị xét xử một cách oan sai thì bản án đã tuyên tuyên án rằng chị chỉ bị kết án 5 năm. Thì giờ này chị về là chị có quyền để về gặp gia đình người thân, nhưng mà bây giờ là còn bị công an canh giữ. Đây là một điều mà không chấp nhận được, thưa anh ạ. Vâng, xin cảm ơn lời tường thuật của mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa. Và sau đây là lúc 16 giờ 35 phút ngày 15 tháng 1 2016, tôi đã kết nối được với chị Hồ Thị Bích Khương tại Nghệ An. Alo, Bích Khương nghe ạ. À vâng, xin chào chị Hồ Thị Bích Khương. Vâng, hân hạnh hôm nay được gặp chị. Xin chị cho biết hiện nay tình trạng của chị ra khỏi nhà tù mà đã về tới gia đình chưa chị ạ? Chị cho biết tình trạng hiện nay là sao? Bây giờ thì về đến đến quê hương rồi, nhưng mà gia đình thì không về được đến nơi, bởi vì là nhà mất rồi, không có nhà, đang ở trên nhà văn hóa của xóm, mà bây giờ là họ đang khóa cửa lại và khóa kín trong cả nhà tù, trong nhà tù nhỏ ấy ạ.
Vâng, xin chị cho biết thì cái địa chỉ của chị trại giam nó trả về cái địa chỉ nhà chị ở đâu? Bây giờ Bích Hương ở chấm 3, nhưng ở Bích Hương ở chấm 2, nhưng chị nhà Bích Hương ở chấm 3, họ cả Bích Hương ở chấm 3, nhưng mà Bích Hương đang ở trên nhà văn hóa mà không về ở ở chỗ chị Lan. Ngày xưa Bích Hương ở đấy nhờ nhiều rồi mà bây giờ không về lại ở nhà, đòi ở đây đòi nhà, về có nhà thì ở, không về thì kệ họ làm thế nào, thì đang Bích Hương chưa biết được đây nữa. Dạ, có nghĩa là nhà của chị Hồ Thị Bích Hương cũ thì đã bị lấy hết rồi ạ. Họ ăn cướp mấy lần này anh ạ, Dạ vâng. ăn cướp nó phá mấy lần này, một lần 589, một lần 596 đi kiện, như là vụ đầu tiên là năm nay là 27 năm, đến giờ chúng nó không trả cho. Dạ kính thưa chị Hồ Thị Bích Hương, trong cái thời gian chị ở án 5 năm tù, chị có được nhà nước Việt Nam giảm án cho chị ngày nào hay không ạ à chị? Xin mời chị cho biết. Làm sao được giảm hả anh? Không thể giảm được. Dạ vâng, à, với bản án của chị thì Bởi tòa án của tỉnh nào kêu vào bao nhiêu năm chị? tòa án tỉnh Nghệ An và tòa án tối cao, nhưng mà làm sao giảm được? Và mình không có tội thì làm sao giảm? Dạ vâng. Làm sao cần sự khoan hồng của chúng nó? Chúng nó cho lực cho sự khoan hồng của nhân dân Việt Nam chờ Bích Hương, như làm sao Bích Hương có tội rồi mình cho làm khoan hồng? Dạ vâng, thưa chị Bích Hương, chị bị tòa án của nhà nước Việt Nam, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kêu chị bao nhiêu năm chị? Là 5 năm anh ạ. Dạ vâng, như vậy thì chị ở đủ 5 năm. Chị Bích Hương, chị cho biết chị đã phải trải qua bao nhiêu trại giam chị ạ? Là trải qua 3 trại giam trong lần đi tù này ạ. Dạ vâng, chị cũng cho biết trong cái thời gian mà chị ở trong các trại giam, chị có bị hành hạ, đánh đập hay là họ bạc đãi đối xử với những cái tù nhân lương tâm hay không? Họ hành hạ đủ kiểu, nhất là những khi mà mình thấy là những tù nhân mình bị ăn chặn chế độ mà mình đòi hỏi thì họ hành hạ đủ kiểu, họ họ không ăn được thì họ hại thôi, đi đâu thì mình đến là hắn cũng phải trả cho tù một ít, mặc dù thêm gì được một ít thôi, nhưng hắn sẽ hành hạ. Thì luật cho tù nhân đánh và đã từng bị đánh, cho từng bị tù nhân ở trại tạm giam đánh nhiều, tù nhân tại Thanh Hóa đánh cắt đái và bị chấn thương não, có cả bác sĩ ghi trong văn bản là khám khám bệnh như vậy, là bị chấn thương não và viêm đường tiết liệu, do khi đấy đánh bị ngất xỉu rồi, thì có đứa con bị nhảy lên người, nhảy lên bụng là bị tắc đái. Ông đó công an đứng bên ngoài cho tù đánh anh ạ, công an đấy là trinh sát Lê Thị Tuyết và ba bốn công an bên ngoài. Lúc đầu mọi người ồn ào thì chúng đến là chưa vẫn tiếp tục để đánh, mà đến khi đánh ngất xỉu ở trong nhà rồi thì chúng dẫm lên người rồi mà chúng cũng không không đưa đến cảnh sát ngay, mà đến sáng hôm sau Bích Hương không dậy được thì chúng đưa đến bệnh xá, thì bác sĩ đưa bệnh xá khám bệnh là bị đa chấn thương là viêm não, chấn thương não nhẹ, đi não nhẹ, chấn thương não nhẹ, đi nôn với lại nhiều nhiều, nhưng mà gây trong nguyên màn như vậy và bị viêm đường tiết niệu. Ngày đầu thì đã được đánh, đến mai thì không đã được nữa. Lúc đầu hắn sinh lên nên là gì không biết, không đã được Dạ thưa đánh chị bị Hồ Bích đánh. Hương, chị sau bạn cái bản án ở tù ở là 5 năm, chị có bị quản chế không ạ à chị? Có Cái thời gian quản chế chị là bao lâu ạ? 3 năm là 3 năm. Dạ vâng. Như vậy thì theo bây giờ chị về chị cà cửa không còn, thì chị quyết định như thế nào về cái chỗ ở của chị trong những ngày tháng sắp tới, nhất là những ngày này là những ngày giáp đến Tết, xuân về Tết đến, thì chị có những cái quyết định nào cụ thể để cho cái cuộc sống chị sau khi ra tù hay không? Thì bây giờ mình quyết định cũng không quyết định được. Bây giờ thì tại cái trụ sở, tại cái nhà văn hóa này thì Bích Hương đang nằm trong góc xó này này, chẳng có gì, trải cái chiếu cái đắp chân lại thì nó cũng rét anh ạ. Thì về nhà thì không có giường, đang nằm trong góc ngoài thôi, đi vào ngoài thì họ khóa lại rồi, À, dân để nó không cho.
khi mà chị đã về đó thì chị có thấy bà con có ra đón chị hay không? Và bà con bà con đến nơi xa xăm để nói chuyện trò chuyện với Đức Hương thì công an này, công an xóm, công an xã đem đuổi đi hết rồi, còn đe dọa các thảo chúng người ta nữa. Bây giờ thì họ đi làm rồi chứ trưa nay đến đông lắm, đuổi hết. Còn bây giờ cả từ khóa cửa ngoài là chẳng thấy ai đây nữa cả. Trẻ con cũng đến, người nhà của già cũng đến, người trẻ cũng đến. Và gia đình cũng chỉ cũng có đến và bà con họ hàng đến nhưng mà họ ngăn cản, họ công an địa phương họ không cho tiếp cận. À, buổi trưa thì chị lại có đến nói chuyện với công an cơ, chị đến rồi. Nhưng sau đấy thì đòi làm văn bản giao Bích Hương cho chị gái. Chị gái nói Bích Hương là mày làm sao cai quản được, làm sao ấy được, mà nhà chị làm thì biệt tỷ, làm sao có chỗ cho Bích Hương ở, mà anh Bích Hương không giải quyết, Bích Hương cũng không về. Đưa về đến trạm xóm đây thả đây thì Bích Hương ở trong nhà này. Bây giờ có người nói này nhà của chồng mang mà chồng ai thì bây giờ thả đây thì ở đây. Còn mà nếu chồng này mà thích thì gọi người thả đến mà đưa đi. Nhưng mà thực tại thì bây giờ họ quá lại giống như nhà tù rồi. Chẳng khác gì trong nhà tù nhỏ anh ạ. Xin cảm ơn chị Hồ Thị Bích Hương đã trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay sau 5 năm tù đài. Chào chị.